Xin chào mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Trong video này thì mình sẽ cập nhật cho mọi người hai trang web mới cho mọi người đi khai thác BNB và kiếm Việt Nam đồng nhé. Trang đầu tiên là trang BNB nha, trang thứ hai mới là trang Việt Nam đồng nhé. Ok, thì sau khi các bạn kích vào đường link ở phần mô tả của video thì nó sẽ có giao diện BNB như này nhé. Đây là trang đầu tiên nha. Đối với các gói miễn phí là tự do của nó này, thì tự do của nó thì cũng khá là ít thôi. Còn các bạn mà quan tâm về những cái phần đầu tư thì các bạn có thể xem qua những cái phần là cái gói thứ hai này nhá. Gói thứ hai là gói đầu tư nha. Gói thứ ba thì cũng tương tự là 10% trong vòng 5 ngày. Còn cái gói thứ hai thì 5% trong vòng 5 ngày nhá. Ok, tiếp tục là cái gói nhẹ này. 10% trong vòng 7 ngày nhá. Thì nó cũng khá là nhiều cái gói đầu tư các bạn mà quan tâm được thì các bạn tự đăng ký tài khoản các bạn xem qua ok thì các bạn chiến nhá. Đây, đăng ký tài khoản thì các bạn có thể đi vào bắt đầu kiếm tiền này, các bạn đăng ký tài khoản thôi. Địa chỉ ví BNB của các bạn này và mật khẩu xác nhận là mật khẩu, sau đó là tạo tài khoản nhá. Ok, thì ở trang này mình cũng hướng dẫn sơ qua thôi. Các bạn mà quan tâm các bạn tự đăng ký và các bạn tự nghiên cứu để các bạn chơi thử nha. Còn bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái trang Việt Nam đồng nhá. Ok, thì đây chính là trang Việt Nam đồng nha. Trang này thì nó cũng mới ra ngày hôm qua thôi. Và hiện tại thì các bạn đăng ký tài khoản xong nó sẽ tặng cho các bạn là 20k miễn phí nhá. Các bạn chỉ cần đi kiếm thêm cho mình là 30k là các bạn đủ min rút của nó nha. Hiện tại thì nó hiện là min rút tiền tối thiểu là 50k. Các bạn đăng ký tài khoản nhận được là 20k rồi, các bạn chỉ còn thiếu 30k thôi. Các bạn có thể là rút tiền được nhá. Hiện tại thì mình thấy cũng khá là nhiều người cũng đã rút tiền thành công rồi. Nhưng mà còn đối với mình thì mình cũng chưa rút nhá. Mình thấy là nhiều người chia sẻ và nó có miễn phí cho các bạn thì cứ thử xem nha. Còn về cái mục đầu tư thì ở đây nó hiện là min gửi tối thiểu là 100.000 nhá. Nếu các bạn gửi 100.000 vào thì các bạn có thể mua được một cái máy khai thác của nó là máy 90 ngày. Tổng thu nhập của các bạn là 900 nhá. Thu nhập hàng ngày của các bạn là 10k nha, 10.000 đồng nha. Còn các bạn mà không đầu tư thì các bạn có thể xem được ở đây nó có đơn hàng này. Ok, thì ở đây nó sẽ hiện được cho các bạn là một cái máy phờ đi nhá. Bạn nào đăng ký thành công nó cũng sẽ tặng cho các bạn một cái máy phờ đi. Và cái máy này nó sẽ hoạt động là 365 ngày nha. Mỗi ngày nó sẽ sinh ra lợi nhuận cho các bạn là 2.500 đồng nhá. Ok chưa? Các bạn cứ đăng ký để các bạn nhận cái máy phờ đi này nha. Nếu các bạn mà đầu tư được thì các bạn tự đầu tư nhá. Mình sẽ không hướng dẫn các bạn đầu tư nha. Ở đây nó sẽ có là giới thiệu này, đội nhóm của các bạn này. Các bạn có thể đọc qua ở phần này. Đối với cấp độ 1 của các bạn sẽ nhận là 12% và 5% là cấp 2, 3% là cấp 3 nhá. Và nó sẽ chia ra mỗi cấp độ của các bạn và tổng số các bạn giới thiệu được là cấp độ 1 hay là cấp độ 2 nhá. Ok chưa? Mục của tôi này thì ở đây nó sẽ hiện được cho các bạn là số tiền đã đầu tư và số tiền đã giới thiệu các bạn nhận được là bao nhiêu nghìn đồng và số dư khả dụng. Số dư khả dụng này thì các bạn có thể rút được về tài khoản ngân hàng của các bạn nhé. Ok, thì ở đây nó hiện là mua tiền xu này thì nó hiện là các bạn đầu tư vào nhé. Tối thiểu của nó là 100.000. Nếu các bạn mà đầu tư thì các bạn tự lựa chọn. Ở đây nó có cho các bạn là cộng 1 này, cộng 2, cộng 3 này. Các bạn tự chọn để các bạn đầu tư nhé. Còn đối với video ngày hôm nay thì mình sẽ không hướng dẫn các bạn đầu tư vào nhé. Các bạn cứ đăng ký tài khoản. Các bạn đăng nhập vào thì các bạn sẽ được tặng một cái máy phơi đi và 20k miễn phí nhé. Các bạn đợi đủ 50k thì các bạn sẽ rút thôi. Ok chưa ạ? Các bạn mà muốn đủ mình rút sớm hơn thì các bạn hãy đi chia sẻ cấp dưới nhé. Ok. Rồi thì các bạn muốn xem được những cái phần các bạn rút tiền thì đầu tiên các bạn phải thêm tài khoản ngân hàng của các bạn vào nhé. Tên tài khoản này, tên ngân hàng này và nhập số tài khoản này. Ok chưa ạ? Cái này thì nó cũng khá là đơn giản. Các bạn tự chọn ngân hàng của các bạn và các bạn đăng nhập vào. Các bạn điền vào cho mình nhé. Để các bạn rút tiền nhé. Ok, nó cũng có khá là nhiều ngân hàng nhé. Cái này thì khá là đơn giản rồi. Ok, thì trang này hoặc là trang BNB thì các bạn cứ đăng ký tài khoản các bạn thử xem.
ok thì các bạn chiến, còn không thì thôi nhá. Đối với trang BNB thì nếu các bạn mà chơi miễn phí, các bạn không chia sẻ cấp dưới thì hình như các bạn vẫn không đủ mình rút nha. Còn đối với trang này thì cứ thử xem, nếu như mà may mắn thì các bạn sẽ rút được thôi. Vậy vì các bạn chơi miễn phí cũng đủ mình rút nhá. Mỗi ngày nó sẽ tặng cho các bạn là 2.500 đồng và các bạn đã nhận được là 20k rồi. Ok chưa ạ? Các bạn đợi đủ 50k là các bạn rút thôi. Rồi như vậy thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn hai nền tảng ngày hôm nay. Nếu như bạn nào mà đăng ký tài khoản xong, các bạn thấy ok thì chiến, còn không thì thôi nhá. Đây cũng không phải là lời khuyên để các bạn đầu tư vào nha. Thì mình nhắc lại là tất cả những cái dự án nó như này thì đều là nền tảng đa cấp nhá, chứ không phải là nền tảng uy tín 100% nha. Việc đầu tư hay không là do các bạn thôi, mình không phải là bắt ép các bạn đầu tư vào nhá. Ok chị ạ? Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi vào video trước, mình sẽ chọn ra một bản ngẫu nhiên ở trong video trước để tặng TRX tiếp tục nha. Rồi, bạn trúng giải ở trong video trước có tên là Quang Duy Farm nhé. Và nếu như bạn xem được video này thì bạn có thể là nhắn tin qua Facebook hoặc là Tele để bạn nhận TRX nha. Còn bạn nào muốn nhận TRX từ mình thì các bạn tiếp tục comment nhé. Và bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây. Bạn nào mà nhận được giá trị ở trong video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.